Rồi, xin chào toàn thể anh em. Hôm nay em lại lên video giao lưu với mọi người một số cái dòng sản phẩm. Ở đây thì em đang có một vài cái mã sản phẩm như là bánh xe, những cái ổ điện thì em lên video chia sẻ đến cho anh em. Thì đầu video giúp em Thanh xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Cảm ơn toàn thể anh em và các bác nhé. Ở đây em đang có thêm về những cái dòng bánh xe chịu lực này anh em này. Đấy, thì cái bánh này ấy, đường kính của nó là 4 phân nhá, 4 phân. Đấy, 4 phân. Và chiều cao là 5 phân, chiều ngang của này là cũng là 4 phân này. Thì cái dòng này nó là chịu lực nhá, chịu lực, nó giá của nó cực kỳ rẻ. Bánh này bánh Nhật về này anh em này, có phần khóa luôn nhá, khóa bánh luôn này. Đấy, khóa bánh luôn. Thì ở đây là đây này, em khóa luôn cho anh em thấy này. Đấy, nó sẽ không xoay được như này nhá. Đó, thì con này rất tiện lợi cho anh em về mình chế cháo, mình hàn vào như là cái giá phơi quần áo này, hoặc là những cái ghế ngồi hỏng bánh xe. Đấy, thì con này nó rất là bon, và anh em kể cả nó chịu lực rất là tốt, anh em lấy búa đập cũng mình vẫn xài được luôn đó. Đấy, nó chịu lực cực kỳ tốt luôn. Cái này thì nó được làm bằng cao su. Đấy, làm bằng cao su, bóc ra nó cũng không ra luôn anh em ạ. Đấy, và cái bát này rất là mới tinh nhá, hàng bãi nhưng mà nó còn chưa sử dụng anh em ạ. Chưa sử dụng. Giá là 20.000 đồng trên một chiếc như này nhá. Thì cái con này em bán rất là nhiều trên kênh rồi. Đấy, em đo thông số, ngày nào cũng đo thông số cho anh em mỗi lần lên video giới thiệu về cái dòng này. Thì kích thước của nó có 5, đường kính là 5 phân nhá. À 4 phân nhá. Chiều cao tổng thể là 5 phân. Có phần khóa bánh ở đây. Giá là 20.000 một bánh anh em nhá. 20.000 một bánh xe. Đấy, bánh xe nhỏ. Đấy như này. Thì anh em vào thấy hợp lý thì mình xài nhá. Đấy, các bác lắp vào ghế, rồi là những cái dòng loa kẹo kéo này. Rồi, tiếp theo thì ở đây em đang có những cái dòng ổ đúc này. Ổ đúc cao su non. Cái này thì cho anh em lấy búa đập cái này cũng không vỡ nhá. Đó, thì ở đây nó có cái dòng ổ đúc 3 chấu như này. Đấy, 3 lỗ cắm như này. Thì nó sẽ có bóng báo nguồn ở đây. Anh em về tháo cái đầu này ra, kết nối điện vào đây giúp em. Con này anh em cắm điện ăn lẩu lẹt hoặc là đi công trình, cắm rất là mút luôn. Đấy, mút lên. Dây đồng của nó này, đồng lá đồng của nó ở trong này nhá. Đấy, con này giá là 50.000. Thì em có cả cái ổ 5 nữa. Đây là cái dòng ổ 5 này. Đấy, ổ 5 này. Thì anh em về đấu cho em dây âm, dây dương và hai cái chấu này nhá. Còn cái bên này nó là cái phần tiếp địa, anh em mà dùng ba lõi 3 thì có thể đấu vào đây đều được. Đấy, khi mà đấu xong ấy thì các bác cho cái đai này vào cái phần dưới này nhá. Đấy, xoáy cái này chặt vào, nó sẽ bo sát vào dây điện. Đấy, thì cái dòng ổ đúc này đây, lá đồng này anh em thấy không, nhìn đỏ au luôn này. Đấy, đỏ au luôn. Thì con này anh em nó là dòng chịu lực. Đấy, nên là anh em cắm đi công trình thoải mái luôn cho em. Đấy, thì giá này nó cũng là đồng giá 50.000 thôi. Tùy thuộc anh em lấy. Đấy, anh em lấy loại nào cũng được nhá. Rồi ok anh em này. Tiếp theo thì em có thêm những cái đầu rửa bằng ni lông của Nhật. Đấy, thì cái vòi xịt, vòi rửa như này nhá. Cái này là gọi là vòi rửa. Vòi rửa này thì nó được làm bằng ni lốc 304 anh em nhé, ni lốc 304 đó. Thì anh em có thể là về là xoáy vào cái máy rửa bát này, hoặc là máy giặt các kiểu này. Đấy, nó bằng 304 như này, 304 này, nó được làm bằng ni lốc nhá, ni lốc. Nó đến từ thương hiệu là Ikohama, made in Japan như này anh em nhé. Đấy, made in Japan, hàng ni lốc 304. Made in Japan như này nhá. Đó, thì con này nó là dạng ni lốc. Anh em về kết nối vào đây giúp em này. Đấy, kết nối vào đây. Đây. Xong là xoáy vào cái gen trong của cái bồn nước của mình á. Đấy, thì anh em sẽ có một cái đầu rửa nhá. Đầu rửa này rất là ngon lành cho anh em này. Cái này thì báo giá luôn cho anh em là 110.000 đồng. Đấy, 110.000 đồng. Ok anh em nhá, 110k, hàng 304 như này. Đấy, rất là xịn sò đây nhá. Đấy, rất xịn sò đây. À, thương hiệu của nó là thương hiệu Ikohama. Đấy, để em thêm một cái đèn trợ sáng cho anh em nhìn. Đây, em lên thêm một cái đèn trợ sáng nữa để cho anh em nhìn sản phẩm nhá. Đấy, thương hiệu của nó là thương hiệu Ikohama Made in Japan nhá.
Win Japan. Đấy, tại vì em đang quay cái buổi chập chập tối, đâm ra là nó ánh sáng của nó hơi kém. Ngoài ra thì tiếp theo thì chia sẻ với anh em một cái dạng đèn móc, đèn led móc khóa này. Đấy, đèn led móc khóa của nó, sản phẩm nó sẽ có như này. Đó, thì em đang có trên kênh rất là nhiều rồi. Đấy, và chia sẻ đến cho anh chị em những cái dòng như này rồi. Thì đèn này là nó vừa được móc khóa này, vừa được cui bia luôn này. Đấy, nó có một cái giá đèn led ở đây rất là sáng luôn. Đấy, đây này. Đấy, thì em sẽ bóc ra rất, giới thiệu đến cho anh em nhé. Nó có tặng kèm cho anh em một cái dây sạc. Đây là dây sạc tai si nhá, tai si, chuẩn tai si luôn. Anh em về kết nối vào đây giúp em này. Đấy. Và ở đây là nó có một cái bóng báo nguồn nhá, bóng báo nguồn. Thì ở đây anh em có thể đặt ở đây được như này được. Đấy, đặt như này được. Và nó có một cái nam châm hít nữa này. Thì con này mà anh em sửa chữa tủ điện các kiểu mình tối mình gắn luôn vào cái sắt ở đây này. Đấy, cái sắt ở đây nhá. Đấy, thì mình gắn vào đấy thì rất là ngon lành. Hoặc là anh em có cốp xe nó hơi tối một tí, anh em dùng cái dòng này gắn lên cốp xe. Đấy, rất là sáng nhá. Đây này, mắt led của nó, con này lên sáng kinh khủng luôn. Bây giờ em test thử cho anh em này. Đó, anh em thấy không, sáng kinh khủng luôn. Đấy, nó có hai chế độ, một chế độ này giảm ánh sáng này, chế độ nháy này. Đó, anh em thấy không, nháy điên loạn luôn. Đó, thì con này giá chỉ có 90.000 thôi anh em nhé. Đây này, em đang hay chợ sáng này, rất là sáng, em tắt đi nhá. Đấy, bật lên này. Đấy, các thấy, các bác thấy không, em tắt đi này, em bật lên này. Đó, nó chợ sáng rất là sáng. Thì giá con này có 90.000 thôi anh em nhé, 90.000 một con đèn móc khóa như này. Đấy, các bác nào quan tâm thì liên hệ nhá. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì em đang có thêm những cái kính lúp nhá anh em nhá. Đấy, kính lúp này thì nó đến từ Nhật anh em ạ. Đấy, nó đường kính của nó là 90 và con này nó zoom nhân đôi luôn, zoom nhân đôi luôn. Đấy, thì bây giờ em sẽ bóc ra cho anh em thấy. Đây là một chiếc kính lúp nhá. Bên ngoài thì nó là bọc một cái lớp nhựa như này. Đấy, bọc lớp nhựa này. Cái này nó được làm bằng kính nhá, được làm kính không phải dạng nhựa nhá. Đó, anh em thấy không? Đây. Đấy, rất là to tát luôn này, rất là to tát luôn cho anh em này. Đấy, anh em nhìn cái răng này chưa? Đấy, nó rất là to tát luôn, nó zoom mà rất là to cho các bác này. Đấy, thì cái dòng như này giá của nó có 100.000 đồng thôi anh em nhá. Anh em lên mã giúp em là kính Nhật, kính lúp Nhật nhá, 100k. Thì các bác nào cần thì có thể liên hệ với em nhá. Đấy, giá nó rẻ thôi. Rồi, sang một cái sản phẩm tiếp theo. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì em về thêm được cái mẫu kéo cành của Nhật. Đây là cái mẫu kéo cắn gỗ như này. Thì sản phẩm này lần trước là nó về đâu đó lâu lắm rồi, nó mới về lại anh em ạ. Nó mới về lại. Thì cái mã này ấy, nó ốp hai cái đường gỗ cắn gỗ ở đây. Đấy, kiểu dáng nó như thế này anh em nhá. Đây là phần khóa của nó này, đây là phần lò xo của nó này. Ở đây thì có chữ Nhật dập chìm nhá, dập chìm vào hàng Made in Japan như này. Đấy, con này thì chất thép này thì nó chống rỉ cho anh em được á. Đấy. Và đấy, anh em cầm này, cầm nắm rất là sướng luôn. Đấy, cầm nắm rất là sướng. Đấy, kiểu dáng như này anh em thích cái mẫu mã này thì có thể liên hệ nhá. Đấy, lưỡi của nó này rất chi là sắc luôn. Đấy, lưỡi rất chi là sắc luôn. Và cái mã này ấy, giá là 250.000 đồng trên một chiếc kéo như này nhá. Kéo bãi này, kéo bãi căn gỗ. Đấy, tán đinh đồng này, tán đinh đồng luôn anh em ơi. Đấy, thì các bác nào cần thì có thể liên hệ nhá, liên hệ. Và tiếp theo em có về thêm được cái mã kéo tỉa lá nữa, kéo tỉa lá này. Đấy, tỉa tán này. Thì cái mã này kéo con này tương đối là dài, tương đối là dài, hàng Made in Japan này, hàng Made in Japan này. Đấy, nguyên cái phần lưỡi này nó gần 20 phân, nếu mà đo cả cái phần cán như này nhá, 20 phân như này. Thì anh em cầm con này mà tỉa lá, tỉa tán thì rất là tuyệt vời nhá. Đấy, tổng kích thước của nó này, tổng kích thước của nó là 34 phân, hơn 34 phân anh em nhé, hơn 34 phân. Nguyên cái phần lưỡi đến cái phần
này nhá, đến phần trên này này, nó là gần 16 phân, 15 phân rưỡi nhá, 15 phân rưỡi các bác ạ. Đấy, con này anh em tỉa lá thì chuẩn bài luôn. Đấy, tỉa tán nhá. Đấy, các bác cầm tỉa tán đều tán như này, rất là tuyệt vời luôn này. Đấy, ví dụ đây là một cái tán lá này. Đấy, tán cây anh em tỉa rất là hay luôn. Con này cầm rất là vừa vặn nhá, cầm rất là vừa vặn. Đấy, ok anh em này. Còn giá của nó ấy, thì nó chỉ có 150.000 thôi anh em ạ. 150.000 một cây kéo tỉa tán như này nhá. Anh em lên mã giúp em mà kéo tỉa tán cây. Đấy, 150.000. Sản phẩm tiếp theo thì em về thêm được cái mẫu cưa lách này nhá. Đấy, nhưng mà đợt này em về giá rẻ lắm anh em ạ. Giá rẻ lắm. Thì nguyên cái chất cưa của nó rất là uy tín này, anh em nhìn thấy không? Ránh lưỡi cưa này. Đấy, anh ránh lưỡi cưa rất là uy tín luôn. Con này đảm bảo là cưa quá tuyệt vời. Đó, cưa quá tuyệt vời. Và nó là cũng là 21 phân nhá, 21 phân. Và cán của nó được làm cán nhựa như này. Giá chỉ có 90.000 thôi anh em ạ. Đấy, hàng Made in Japan, hàng Made in Japan này. Đấy, anh em cầm lách cái dạng cưa lách cán gỗ nhá. Đó, dạng cưa lách cán gỗ này. Đây là phần lưỡi của nó này các bác này. Đấy, phần lưỡi của nó này anh em này, thấy không, nó ánh rất là mới mẻ luôn này. Đấy, thì cái dòng này thì anh em cưa rất là ngọt luôn, cưa ngọt cực kỳ luôn. Đó, giá 90.000 thôi anh em nhá, 90.000. đấy, giá là sập sàn luôn, 90.000 một cái cưa lách như này. Em xả kho cho anh em một cái bộ máy cạo râu nhá, em bị nước mưa. Đấy, bị nước mưa. Đấy, riêng với con này em xả kho cho anh em là còn 220. Đấy, thì một cái bộ như này là nó là 300.000 đồng này. Đợt trước là 300.000 đồng này. Đấy, nhưng mà đợt này em bị về nó bị nước mưa bên ngoài thôi, còn bên trong của nó là vẫn còn ngon lành luôn cho anh em này. Đấy. Đấy, bên trong của nó là ngon lành, bao anh em hoạt động tốt chuân chu luôn. Đấy, thì cái dạng như này thì nó được là hàng xuất khẩu nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 nước luôn này này anh em nhá. 8 nước luôn, 8 nước, các nước châu Âu luôn. Đấy, thì ở đây là bộ thương hiệu của nó đến từ thương hiệu 4D Saver như này. Đó. Thì con này có chức năng là cạo râu này. Đấy. Chức năng cạo râu anh em dùng có thể mở hết cái này ra để vệ sinh nhá. Vệ sinh cho em này, rửa giấy ở đây cho em này. Đấy. Vệ sinh cho em được. Cái này anh em có thể ngửa lên ngửa xuống, khi mà mình cạo xuống cằm ấy nó rất là sạch sẽ, nó bo sát luôn. Đó, thì cái này có thể rút ra và thay thế như là một cái mát xoa này, rồi một cái cắt lông mũi này. Đấy, rất là nhiều chi tiết ở đây. Đấy, mát xoa mặt luôn này. Đấy, mát xoa mặt các kiểu luôn này. Đó, và có cả tính năng cắt lông mũi nữa anh em nhé. Cắt lông mũi luôn này, tỉa lông mũi luôn này. Đấy, tỉa lông mũi này. Đấy, thì anh em xài cái dòng này rất là hay luôn. Và có cả những cái đế sạc ở đây anh em nhé. Cái dây sạc này anh em cắm vào củ điện thoại nhé, củ sạc điện thoại giúp em này. Đấy. Máy của nó thì chạy rất là êm. Máy của nó chạy rất là êm đấy nhá. 4D Saver. Em còn có mấy cái bộ bị nước mưa bên vỏ đâu. Bị nước mưa nó hắt vào vỏ nó mềm xèo ra rồi. Đó, thì thanh lý nốt cho anh em còn 220.000 nhá. 220.000 còn 3 bộ thôi. 3 bộ. Đấy, là chưa bao ship đâu anh em nhá. Chưa bao ship đâu. Đấy, anh em nào có cần thì có thể liên hệ nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em giới thiệu đến cho anh em cái lô tai nghe iPod 3 Pro này. Đấy. Thì cái sản phẩm này ấy, nó là hàng Red 11 nhá mọi người nhá, Red 11. Còn cái sản phẩm này mà nó là hàng AU ấy thì nó giá của nó là 4 5 triệu cơ, 4 đến 5 triệu cho một cái dòng iPod này. iPod như này. Đấy. Thì ở đây là công xưởng của nó sản xuất này, Apple in California, Made in China nha anh em nhá. Công xưởng của nó ở bên Trung Quốc. Đấy, thì các bác lật cái điện thoại lên là cũng biết rồi. Nó tích hợp cho dòng iPhone, iPad, Apple Watch. Đấy, rồi iMac. Đấy, iMac là cái dòng máy tính. Đấy, đây là có chữ Nhật của nó này, chữ Nhật này. Đấy, chữ Nhật Apple Watch này. Đấy, các kiểu đây nhá. Về bên này thì nó là có một quả táo cắn dở, nó cũng như là bao cái iPod khác thôi. Đây là dòng dạng iPod Pro nhá, iPod Pro. Đấy, anh em để ý giúp em nhá, hộp vỏ hộp của nó như này. Hàng AU này thì chất lượng của nó rất là ngon lành. Đấy, anh em nghe nghe thử, em bao test cho anh em thử nhá.
test cho anh, bao cho anh em thử luôn. Còn nếu anh em muốn mua hàng xịn ấy thì sẽ là 4 đến 5 triệu nhá. Đấy, chia sẻ với anh em luôn. Còn đây là hàng Red 11 nhá, Red 11, anh em hiểu một em cho em một câu như vậy. Nhưng mà chất lượng âm thanh thì nó cực kỳ là ngon lành, cực kỳ đã đời luôn cho anh em dùng trải nghiệm. Đấy, đây là một cái tờ Captaro các kiểu này, giới thiệu từ tiếng Nhật này cho đến tiếng Anh này, rồi tiếng Hàn các kiểu luôn. Đấy, từ các tiếng này, tiếng Anh này, tiếng Pháp này. Đấy, thì ở đây là một cái tờ giấy giới thiệu. Đấy, giới thiệu. Đấy, giới thiệu anh em nhá. Đây, tiếng Nhật này. Đấy. Đây là cái vỏ để hướng dẫn cách kết nối nhá, hướng dẫn cách kết nối và điều chỉnh. Thì con này nó dạng của Apple nên là nó thích hợp cho những cái dòng Apple hơn. Đấy, còn là dạng Android thì hệ điều hành Android thì nó sẽ là không được hỗ trợ được nhiều các tính năng. Thì tính năng ở đây nó là tính năng chống ồn và tính năng khử nghe xuyên âm luôn nhá. Sản phẩm chính của nó thì nó sẽ có một cái hộp như này, đựng bên trong là những cái chiếc tai nghe, là hai cái chiếc tai nghe. Mở ra thì chúng ta sẽ có một cái cáp sạc tai C. Đấy, đi theo máy như này, cực kỳ là xịn ở đây. Đây là sạc tai C nhá. Đấy, đầu cắm vào củ sạc này. Đó. Và đây là đầu cắm vào cái phần tai nghe này. Đấy, cái này đầu này thì đầu tai C nhá. Đầu tai C các bác cắm vào cái củ sạc đời mới tai C bây giờ đó. Đấy, còn không thì các bác có thể trải nghiệm cái chân của dàn iPhone như này sau. Đó, bên trong như này thì nó sẽ kèm thêm cho mọi người, đó là 4 cái cữ tai nhét bông như này. Đấy, bằng cao su non như này. Đây, em mở ra cho anh em thấy này. Đấy, nó sẽ tặng kèm cho anh em này. Tùy thuộc vào tai mọi người to nhỏ thì mọi người lắp cho em cái kích thước ở đây nhá. Kích thước ở đây để anh em nghe sẽ là không bị mỏi tai. Đấy, nó êm tai. Đó. Và giới thiệu chi tiết đây. Sản phẩm giới thiệu chi tiết đến cho mọi người đó là cái dòng iPod như này. Đấy, iPod này. Apple in California, made in China. Các kiểu này, tiếng Anh thì em cũng không rõ lắm, em cũng không thông thạo lắm. Ở này thì nó là chữ Made in Japan nhá. Made in Japan như này. Đó, khi mà anh em mở phát lên là tự động nó tự kết nối ra như bây giờ em hướng dẫn mọi người cách kết nối nhá. Đấy, con này thì em bắt đầu em kết nối lần đầu tiên cũng như giống như các bác thôi. Đấy, để cho mọi người dễ hiểu nhá. Đầu tiên thì mọi người sẽ vào mở lên cho em, mở lên. Đó. Đấy, mở lên là nó đã hỏi kết nối rồi này. Mở lên phát là Apple nó đã hỏi kết nối là anh em kết nối không này. Đấy, kết nối này anh em này trên màn hình nó báo là nhấn giữ lì cái nút đằng sau như này thì mình giữ lì cái nút đằng sau như này. Đó. Đấy, khi mà nó đã giữ lì xong rồi nó báo kết nối như này nhá. Kết nối như này rồi. Đấy thì nó đã bảo là mở ra này, mở ra. Điều khiển phương tiện này, nhấn một lần trên một hai lần này, kiểm soát tiếng ồn này. Đấy, trong iPod để chuyển đổi giữa tiếng khử ồn và xuyên âm này. Đó, bỏ qua luôn này. Nghe cách hoạt động, xem cách hoạt động này thì các bác xem có thể xem ở đây nhá. Đấy, cái này thì em sẽ để sau này. Và nó báo đây dung tích con tai nghe và dung tích cái hộp pin như này. Thì trong này nó sẽ có pin để tích trữ cho anh em nhé. Anh em nghe 4-5 giờ. Đấy, 4-5 giờ. Khi mà hết pin anh em lại cho vào đây là cái đế sạc này nó sẽ tự sạc được cho anh em này. Nguyên cái phần đế này nó rất là xịn sò nghe tiếng này. Đấy, mở ra ra hết. Đấy, rất là xịn sò luôn nhá. Đây này, hàng xịn của nó là cái đường này, đường vòng như này nhá. Đường vòng này, điểm ánh sáng này. Và trên này là nó có những cái chữ của nó nhá. Chữ của nó đây này. Ở đây này. Đó. Hôm nay thì có một bác chia sẻ là bác không sử dụng được cái tính năng chuyển bài hoặc là nghe điện thoại ấy, thì bây giờ hướng dẫn mọi người luôn. Đấy. Khi chúng ta đã cài đặt rồi, chúng ta vào phần Bluetooth này nhá. Đấy, thì nó đã kết nối với iPod Pro của Thanh Phạm 2 này. Đấy. Thì chúng ta sẽ vào cái mục dấu chấm như này nhá. Mọi người vào cái mục dấu chấm này giúp em này. Đó, đây này, tính năng xuyên âm này, tắt này, khử tiếng ồn này. Đấy, tên của nó là iPod Pro của Thanh Phạm 2 này. Đó, đây này. Bên trái như này nhá, nhấn ở bên trái này kiểm soát tiếng ồn này, nhấn ở bên phải là kiểm soát tiếng ồn này.
Đó, thì các bác điều chỉnh ở đây nhá, tự động micro các kiểu này, không gian này. Khi mà các bác muốn ấn vào bên trái thì chúng ta muốn điều chỉnh cái khác ấy thì ở đây nhá. Đấy, tiếng ồn các kiểu này, xe gì này. Đấy, muốn điều chỉnh ở đây, các bác tự điều chỉnh ở đây nhá. Đó. Âm thanh không gian này, đấy các bác muốn bật thì ấy ở đây, mic tự động này, sạc pin được tối ưu hóa này, ngắt kết nối quên đấy thì nó ở trong tất cả đây, anh em tự điều chỉnh nhá. Đây là khử tiếng ồn này. Đấy, xuyên âm này. Đó, xuyên âm là xuyên âm là tính năng mới cho dòng Apple như này. Đó thì giờ sản phẩm này thì chia sẻ với mọi người luôn là nó không thể test được qua âm thanh giới thiệu cho mọi người được, nên là em sẽ gửi đến cho mọi anh em. Anh em kiểu tự động kiểm tra chất lượng của nó nhá. Đấy, em cho anh em trải nghiệm, kết nối trải nghiệm. Đấy, quá là ok luôn cho cái dòng sản phẩm như này. Đấy, giá của nó là 430.000 đồng là em bán rẻ nhất trên các thị trường, các thương mại, các nền tảng rồi. Anh em xem theo dõi nhiều thì biết ấy, những cái dòng như này thì nó đều người ta bán đều là 4-500 thôi. 4-500 thôi, và em đây em bán là 430.000 bao ship tận nhà cho anh em được trải nghiệm. Anh em được trải nghiệm thực tế. Đấy, còn mong chờ gì hơn. Không thích có thể trả lại nhá, không thích có thể trả lại, nhưng các bác lưu ý giúp em, các bác muốn hàng xịn thì nó giá tầm tiền của nó là 4-5 triệu. Nhưng mà cái hàng như này chất lượng âm thanh quá tuyệt vời mà giá chỉ có 430.000 thì không có gì là không thể nào mà không dùng được. Đấy anh em nhá. Đấy, còn các bác nào có điều kiện mua cái loại tốt thì nên mua, còn cái loại này thì trong tầm giá này thì quá là tuyệt vời. Đấy rồi, ok anh em này. 430.000 em bao ship cho anh em tận nhà. Rồi ok anh em nhá. Sản phẩm đầu tiên trong video này thì em sẽ chia sẻ đến cho anh chị em một cái mẫu đèn pin đeo đầu của thị trường Đức nhá. Thị trường Đức thì ở đây thì nó có cái tên thương hiệu và made in Germany như này. Đó, thì cái dạng như này nó rất là sáng nhá, rất là sáng, và nó zoom ra zoom vào được và rất là rộng. Đấy, thì con này có thể thay thế được một cái bia sạc dự phòng được luôn anh em nhé. Đấy, có một cái lỗ để chúng ta cắm vào sạc điện thoại này. Đấy, còn một cái dây thì chúng ta sẽ cắm vào sạc nhé. Thì sản phẩm nó sẽ tặng kèm cho anh em thêm một cái dây tai xịn, dây nữa. Đấy, dây nữa để cho anh em sạc vào đây. Còn củ thì chúng ta sẽ cắm vào cái củ điện thoại nhà mình nhá. Đó, đây là cái dòng dây đeo đầu này. Đấy, dây của nó rất là đẹp luôn, rất là đẹp luôn, và nó có cả tính năng là cảm biến nữa anh em nhé. Đây, con này em để nó hết pin mất rồi. Đây, đấy, thì ấn một nút thì nó sẽ lên như này. Đây, bây giờ đây, ấn một nút này, nút thứ hai nó sẽ giảm ánh sáng này, ấn nút thứ ba là nó sẽ nháy nhá, sẽ nháy. Và đây nó còn báo phần trăm pin ở đây cho các bác này. Đấy, báo phần trăm pin này nhá. Và cái nút bên cạnh như này thì nó sẽ là nút cảm ứng nhá, cảm ứng ở đây này, đây là cái mắt cảm ứng này. Đấy, vuốt một phát này lên nó sẽ đi qua này, là nó sẽ bật sẽ tắt luôn. Đấy, anh em thấy không? Đấy, ở đây là có hai cái mắt cảm biến ở đây này. Đấy, đây em không cầm nhá, không bấm nhá. Đấy, rất là xịn luôn. Thì anh em không dùng nữa này, tắt cái tính năng này đi. Đấy, và bật thông thường thôi. Thì con này có thể zoom xa, zoom gần lại được. Zoom gần lại được thì nó sẽ thành một cái hình vuông như này này. Đây là hình tròn rồi nhá, đây là hình vuông này này các bác này. Đấy, hình vuông này. Và góc zoom xa nó rất là rộng như này. Đấy, nó rất là rộng luôn anh em nhá. Rất chi là rộng luôn. Đấy. Đấy, tỏa rất là rộng nhá. Thì cái mã như này đấy, ui giời, chói cái mắt. Đấy, cái mã này thì anh em có thể ngửa lên ngửa xuống được như này, rất là ngon lành cho anh em. Đấy, kích thước của nó như này nhá anh em nhá, như một cái mạch con máy ảnh ấy, đeo lên đầu rất là đẹp. Đó, con này anh em có thể sạc pin điện thoại, hết pin thì anh em có thể sạc ở đây từ dây ra được nhá. Đó, thì em báo giá nhanh cho anh em cái dòng sản phẩm này, nó là 200.000 đồng, 200.000 đồng một cái mẫu đèn pin này nhá. Đó, thì anh em nào quan tâm thì có thể liên hệ với em này. Đấy, dìu này dìu xoáy Nga anh em nhé. Thì con này để dành cho anh em siêu tầm, thích đam mê dìu, và có thể là mình chặt xương này, chặt cây cối này, chặt cái gì cũng được anh em nhé. Đấy, nó thiết kế rất là độc đáo luôn. Thiết kế rất là độc đáo, sống của nó tương đối rất là dày ở đây này. Rất là dày ở đây, cán này.
mặt là mặt sói hai bên như này, mặt sói hai bên như này. Đó, anh em thấy có đẹp không ạ? Đấy, ở đây thì nó là những cái dòng chữ Nga nhé, chữ Nga. Đấy, em sẽ quay chậm lại để cho các bác có thể quan sát kỹ hơn được. Đấy, cái lưỡi của nó thì rất là sắc luôn. Đấy, cái dạng lưỡi như này nó sắc như dao các bác nhá, sắc như dao luôn. Đó, và nó cái độ cầm của nó rất là chắc chắn nhá. Đấy, nhưng mà các bác lưu ý cho em này, cái này nó rất là nhọn này. Cái này hình như là để bổ cái gì đây thì phải. Đấy, bổ cái gì đấy thì các bác dùng vào cái mục đích của mình nhá. Đó, thì để em sẽ đo kích thước cho anh em cái dòng như này. Đấy, rất là đẹp nhá. Thì các bác không xài nữa ấy, thì các bác có thể bọc vào trong cái này dành cho anh em đi rừng này, rồi là thích siêu tầm làm vườn làm viếc, rồi chặt xương trâu xương bò đều được hết nha anh em nhé. Đó, bây giờ em sẽ đo thông số kích thước cho anh em nắm được. Rồi ok, bây giờ thì em sẽ lên đo cái chiều ngang của cái lưỡi rìu này nhá. Của nó là 16 phân rưỡi các bác nhá. Và chiều ngang của lưỡi này, chiều ngang của lưỡi là 11 phân 7 11 phân 8 gì đó. Đó, chiều dài của lưỡi là 16 phân rưỡi các bác nhá, 16 phân rưỡi. Chiều dài của nó này là 30 phân thì chỉ bằng một cái con dao chặt thôi các bác ạ. Chỉ bằng cái con dao chặt thôi, đường nét nó làm rất là tuyệt vời chưa. Đấy, anh em sưu tầm quả này thì miễn chê luôn. Đấy, các bác cần thì liên hệ với em nhá, ở hai cái số điện thoại em đã đặt trên màn hình rồi. Đấy, anh em mới vào giúp em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Đấy, cảm ơn toàn thể anh em nhá. Anh em nhớ đăng ký kênh, khi mà thi thoảng em đăng tải những cái video mới lên ấy, thì có những cái dòng sản phẩm em xả kho thì anh em có thể nắm bắt được. Đó, anh em lên mã giúp em là cây rìu Nga nhá, rìu Nga giá là 380.000 đồng anh em nhá. Đó, và bây giờ em sẽ giới thiệu luôn cho anh em một cái mã rìu sói nữa, rìu sói của Mỹ nữa nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em chia sẻ đến cho anh em một cái mã này, nó là mã ống nhòm của Nga. Mã ống nhòm của Nga, anh em siêu tầm đi rừng thì phải có ống nhòm, hoặc cái đi du lịch anh em, rồi là những cái bác mà hay bị bẫy chim ngắm chim thì có thể dùng cái như này. Đấy, ống nhòm của Gabileo là của Nga nhá. Đấy, thì nó sẽ gồm cho các bác một cái túi đeo như này, rất là ngon lành. Đó, thì đây là chỉ dành cho ống nhòm ban ngày thôi, chứ không nhòm kiểu là dạng màu xanh xanh như kiểu xuyên đêm các kiểu thì cái này không nhòm được. Nhưng mà anh em nhòm đến ông trăng thì vẫn được nhá. Đấy, nó gồm cho anh em một cái túi đựng như này, có dây đeo như này luôn. Đấy, dây đeo như này luôn. Sản phẩm chính của các bác ở đây thì nó sẽ là một cái cây ống nhòm Gabileo. Đấy, thì sản phẩm này có thể ngửa lên được, ngửa xuống được. Đây là con ống nhòm dành cho người lớn nhá, chứ không phải dành cho trẻ con đâu. Đây, 20x50x50 này, ngắm xa từ 168m cho đến 1000m. 1000m. Em đã test thử rồi mà rất là tuyệt vời luôn nhá, dòng sản phẩm này. Đấy, cái dòng này thì nó sẽ điều chỉnh được một bên như này thôi nhá. Điều chỉnh cái này một bên thôi. Đấy, thì bên này sẽ là đứng yên không điều chỉnh được này, điều chỉnh được một bên này, đấy là một chức năng. Chức năng thứ hai là sẽ đồng ngửa lên ngửa xuống được, tùy thuộc vào mắt người, mọi người. Có người mắt rộng, có người mắt hẹp thì có thể mình điều chỉnh ở đây. Và cái phần này là mình điều chỉnh lấy độ nét này. Đấy, độ nét focus nó đang lò ra này. Đấy, nó đang đẩy ra nhá. Đấy, đang đẩy vô. Thì ở đây là hai cái ống ngắm như này, hai cái ống ngắm như này. Đấy, nó rất là to nhá, rất là to luôn. Đây, kích thước của nó này, 20 phân 18 phân gì đó. Đấy, một găng tay như này của em nhá. Đấy, cái này là khoảng 17 phân này. Đấy, chiều dài, chiều ngang rộng rất là rộng, khoảng 18 19 phân. Đấy, thì cái mã như này nó là 380k, em bao ship cho anh em nhá. Bao ship cho anh em và cho anh em kiểm tra hàng và mình sẽ là ngắm thử luôn. Đấy, mình ngắm lên một cái tòa nhà tháp nhiều tầng. Đấy, sẽ thấy một cô gái đang vẫy tay chào anh em. Rồi ok, sản phẩm này là 380.000 anh em nhá. Sản phẩm tiếp theo thì giới thiệu đến mọi người đó là một cái bộ mũi khoan đa năng. Mũi khoan đa năng, khoan gạch men, khoan bê tông đều được. Đấy, anh em dùng cái bộ như này thì dùng trong gia đình rất là ok. Và giá thành của nó chỉ có 150.000 thôi, là sẽ có 5 mũi như này. 5 mũi như này
thì trong 5 mũi này thì sẽ có 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10, 1 mũi 12. Đây em mở ra cho anh em xem này. Đây là dạng mũi khoan đa năng. Nó khoan cực, nó rất là ngọt. Anh em dùng những cái mũi như này cắm vào đầu. Đây là chuôi lục giác nhá, chuôi lục giác. Anh em cắm vào cái đầu máy khoan của nhà mình á, máy khoan pin của nhà mình hoặc là máy khoan thông thường cũng được. Đó, thì nó sẽ có 2 mũi 6 cho anh em này. 2 mũi 6 này, 1 mũi 8, 1 mũi 10, 1 mũi 12. Ở đây là những cái đầu ba ke nhá. Đầu ba ke nó rất là ngọt. Đấy. Khi mà cách dùng ấy thì anh em nên kiếm cho em một cái lọ nước. Đấy. Khi mình khoan thì cái ma sát nó sẽ vào đây ấy. Nó vào đây nó sẽ mòn cái đầu ba ke như này. Đấy. Thì anh em không muốn nó bị mòn ấy thì có thể là nhúng thi thoảng phịt cho em tí nước vào, hoặc là nhúng khoan một lúc xong lại nhúng vào nước thì nó làm nguội cái này đi. Nó sẽ bền cái đầu ba ke này. Đấy, nó ăn nhau ở cái đầu ba ke này, nó ngọt hay không là ở cái đầu ba ke như này. Đấy. Ok nhá. Bộ này thì giá là 150 và nó đến từ thương hiệu của Kabushi Japan như này này. Đấy, hàng chưa qua sử dụng nhá. Ở đây thì tem hàng chống hàng giả hàng nhái này, tem 7 màu nhá, tem 7 màu. Đó, 150.000 đồng, anh em dùng gia đình rất là ok. Tiếp theo thì ở đây em đang có cái bộ mũi khoan tháp của Nhật. Một cái bộ như này thì giá chỉ có 280.000 thôi. Nó là một cái hộp nhôm như này. Anh em làm nghề là rất sướng nhá, những cái bộ như này. Đấy, nó đến từ thương hiệu là Unica Japan, Unica Japan. Đấy, khi mà mở ra ấy, thì bên trong này nó sẽ có 5 cái mũi khoan. Đấy, kích thước thông số của nó thì các bác để ý ở đây nhá. Thông số này. Đấy, thông số ở dưới cái chân như này hết. Thì nó sẽ có 5 mũi. Và trên thân như này nó cũng đều ghi thông số luôn này anh em này. Đấy, 1/4, 3/8 này, 1/2, 5/8 các thứ ở đây tất trên này nhá. Đấy, thì nếu mà để anh em thợ ấy, nhìn bên ngoài thôi, chỉ cần nhìn bên ngoài thôi, nhìn cái chất thép bên ngoài thôi đã biết là nó tốt hay nó không tốt rồi. Đấy, thì đã, ở đây trên hình ảnh thì các bác có thể nhìn sơ qua, nhiều bác cảm nhận được nhưng mà nhiều bác lại không cảm nhận được. Thì hàng hóa em sẽ gửi đến cho anh em được nhận hàng kiểm tra đàng hoàng nhá. Đó, còn cái những cái bộ như này thì chưa ai chê trách được một cái điều tiếng gì đâu anh em ạ. Đấy, anh em cứ dùng thoải mái luôn, dùng thoải mái luôn. Đây là những cái bộ mũi khoan tháp, giá chỉ có 280.000 đồng thôi. Đây, 280k, nó đến từ thương hiệu là Unica Japan, Unica Japan. Một cái hộp như này rất là xinh xắn này, vỏ bằng hộp nhôm như này nhá. 280. Sang bên này thì em đang có những cái ke góc vuông này. Đấy, giá thì quá rẻ luôn cho một cái dàn sản phẩm như này. Đấy, đây là dạng mới nhá cho anh em này. Nó ke góc vuông, ke được 90 độ và 45 độ. Đấy, trọng lượng hít của nó là 60 cân như này này. Đấy, 60 cân và đến từ thương hiệu của Kabushi. Thì con này anh em hàn xì ke góc các kiểu này. Đấy, khi mà mình hàn nó sẽ co, mà nhưng mà mình dùng cái này, mình hàn là mình lắp vào như này thì rất là ấy này. Đấy, đây là ke góc vuông mái này. Đấy, còn đây là ke góc đứng này, các cái kiểu này. Đấy, ke góc này này thì tùy anh em dùng sử dụng thôi, những cái dòng như này. Đấy, ở đây là nó là những cái nam châm nhá. Cái này giá chỉ có 95.000 thôi anh em nhá. Đây là 45 độ như này, 90 độ này, 135 độ nhá, 135 độ. Đấy, mình ke góc được như vậy. Đó, anh em hàn xì mà dùng có này rất là tiện này. Giá là 95.000 một cái ke góc vuông 60 như này. Và tiếp theo thì ở đây anh em hàn xì thì sẽ có thêm những cái dòng kính hàn nhá. Kính hàn của thương hiệu Kabushi. Đấy, anh em hàn nhiều ấy thì nên bảo vệ được cái mắt của mình, cho làm sao cho nó đảm bảo được cái sức khỏe. Đó, thì bên trong hộp như này mở ra sẽ có là một cái ví như này nhá, như một cái kính thông thường thôi. Nhưng mà con kính này rất là hay, nó sẽ có dây đeo đầu này, dây đeo đầu anh em quàng vào đây. Đấy, và đây là cái kính này. Kính này thì nó có cảm biến nhá, cảm biến ở đây, nó có những cái mắt như này, nó sẽ cảm biến ở đây này. Đấy, đây. Đấy, nó sẽ cảm biến ở đây này. Khi mà các bác dùng á, ánh sáng cực đại của cái máy hàn nó lên, nó tóe lên ấy, thì nó sẽ tối om rồi nhá. Nhưng mà các bác vẫn nhìn được một tia ánh sáng ở đây. Đấy, những cái tia góc hàn ở đây nhìn vào được. Đấy, xem là mình đưa những cái mũi hàn nó đi đâu được. Đấy, và khi mà các bác không nhìn, không hàn nữa ấy, thì nó sẽ lên những cái màu xanh như này. Đấy, lên những cái màu xanh như này. Đấy các bác nhá.
là mình nhìn thoải mái luôn đấy, nên những màu xanh như này. Còn nếu các bác đang hàn thì nó sẽ tối om rồi đấy, tối om đấy. Đây là cái mắt cảm biến, ở đây nó có cái mắt cảm đây tối này đấy các bác nhá, chỉ cần tia ánh sáng mạnh lên thôi đấy, nó sẽ tối om này như này đấy. Thì các bác cứ trải nghiệm thoải mái. Dòng này thì nó đến từ thương hiệu của Kabushi Japan nhá, Kabushi Japan, nên là anh em dùng rất là sướng luôn đấy. Kabushi Japan này, giá của sản phẩm này là 200.000 đồng anh em nhá, 200k trên một cái kính hàn như này, nên sử dụng một cái anh em hàn xì ạ. Ok anh em này, tiếp tục thì em chia sẻ đến cho mọi người cái bộ bấm móng tay của Đức nhá. Bộ bấm móng tay của Đức ở đây thì em đang có hai mã cơ, hai mã nên là giới thiệu cho anh em những cái bộ như này. Thì bộ này nó đến từ thương hiệu Winling, thì các bác có thể làm quà tặng, quà biếu cho bà xã, cho các bạn của các bác đó. Thì đầu tiên là sẽ có bộ bấm móng ba à, móng đôi. Thì ở đây trước mở ra như này thì nó sẽ có một cái tờ lời chào của thương hiệu Winling nhá, thương hiệu Winling. Đây là có một cái hộp mà bằng nhôm rất là xịn sò đây đó. Thì bộ này thì nó rẻ thôi anh em ạ, nó cũng không phải là đắt đâu. Bộ này là màu ghi nhá, màu ghi như này thì nó sẽ có một cái bấm móng nhỏ đấy, bấm móng nhỏ rất là đẹp. Ở đây các bác về bóc cái tu bóng này ra, hàng mới nhá, bấm móng nhỏ và một cái bấm móng lớn. Đây là logo thương hiệu Winling được làm rất là chuẩn chỉ đây đấy, rất là sạch sẽ nhá. Đấy, bấm của này thì tuyệt vời, là tuyệt luôn anh em ạ. Đây là anh em có thể xài bấm móng chân, móng tay các kiểu đều được. Cái ống đựng như này, nó là phần ống đựng rác nhá. Bấm các bác bấm ấy thì nó sẽ bắn vào trong cái ống này. Khi mà các bác bấm xong, các bác kéo xuống và đổ ra xô rác thôi. Rất là hay ở đây. Và các bác có thể chỗ này cũng có thể mài móng được này. Nhưng mà cái bộ này thì nó lại có thêm cho các bác là một cái hộp một cái mài nữa. Đấy đây này. Nó tặng kèm thêm cho các bác một cái thanh mài nữa, các bác có thể mài chân mài tay ở đây đấy, thì nó sẽ không có bị ba rem, bị xước đấy, rất là hay. Và cái móng chân móng tay của các bác thì bác gái nhà mình, đặc biệt các bác gái nhà mình nhá, đấy anh em và các bác mua về tặng bà xã mình thì rất là hợp lý này. Giá là 200k cái bộ móng đôi đấy, bộ móng đôi là 200k, và cái bộ móng ba như này đấy, bộ móng ba như này thì nó sẽ là màu xám như này, nó rất là đẹp. Thì màu xám như này thì nó có thêm cho các bác là một cái bấm khóe móng ở đây này, các bác đưa vào các bác bấm khóe móng ở đây này đấy, móng chân móng tay bấm khóe móng ở đây này đấy. Còn những cái con kia thì các bác chỉ bình thường thì cắt được ở đây thôi đó. Thương hiệu Winling nhá, thương hiệu Winling, và bộ ba như này rất là đẹp đấy, màu này màu xám ghi, màu xám rất là dịu luôn. Đấy, quan trọng là rất là xịn sò này, các bác mua về làm quà kỷ niệm các kiểu này. Đấy, mỗi lần người ta lấy ra, người ta cắt, người ta sẽ nhớ đến mình ngay, nhớ đến là người tặng luôn. Bộ này thì giá là 230.000. Đấy, em xem giá từ 250 xuống còn 230 nhá, 230. Các bác nào là quan tâm đến cái bộ 3 này thì 230, bộ đôi này thì nó thêm một cái rũa thì giá là 200k bộ đôi như này. Đây là hộp của nó như này, anh em mở ra nhé. Hàng này thì nó là hàng nội địa chung thôi, nhưng mà nó cực kỳ là tốt. Ở đây này, nó dòng dạng 30W, dùng 3 viên pin 18650, và độ pha của nó là 120 độ, và điểm ảnh lumen của nó là 2400 lumen. Đấy, chúng nó 3 viên pin ấy nó hoạt động khoảng 50.000 giờ đấy, only led các kiểu này đấy. Thì thông số nó ở đây, các bác về có thể đấy này, IP chống nước của nó là IP 65 chống nước, anh em đi mưa gió thoải mái luôn đó. Thì sản phẩm nó như ở trong hộp như này nó sẽ có đế sạc cho anh em này đấy, đế sạc này, rồi là những cái thanh pin ở đây. Đây sản phẩm này em đã bóc ra, em ấy đây rồi, em đã bóc ra và em lắp ráp vào đây cho các bác rồi. Đấy, thì lắp ráp thì con này nó rất là đơn giản thôi, về nó chỉ các bác chỉ có việc xoáy ốc này vào đây giúp em là xong
đó. Thì con này có thể ngửa lên ngửa xuống được, ngửa lên ngửa xuống được. Thì các bác thay đổi ở cái vặn chặt nó ở hai cái con ốc xoáy ở bên hông như này. Đấy. Con này xách tay đi rất là hay nhá các bác nhá, xách tay đi lại này. Đấy, mình xách tay đi lại. Đấy. Và chế độ của nó ánh sáng đây. À, đây là nút tắt bật này, bên này là nút sạc nhé. Đấy, đây là độ sáng của nó này, sáng mạnh này. Đấy. Và nhấp nháy này. Đấy, nhấp nháy này các bác nhá. Đây nhấp nháy này gọi là cảnh báo là khi mà xe có trục trặc gì ấy, thì chúng ta sẽ bật cái này lên, đặt ở khoảng cách khoảng vài mét thì xe đằng sau sẽ đi được. Hoặc là không thì các bác xài trong gia đình rất là hay cho cái dòng dạng như này. Đấy, rất là hay cho cái dạng như này. Thì các bác xách đi mất điện đi. Đấy, mất điện đi. Chúng ta dùng cái dòng này. Đấy, các bác thấy không? Mất điện thì chúng ta có thể xài tạm được cái này bật để trong gia đình. Đó. Rất chi là hay. Con này có cái thanh tản nhiệt này. Có thanh tản nhiệt ở đây nhá. Đấy, có thanh tản nhiệt này. Đằng sau này thì dùng bằng pin 18650 các bác ạ. Đấy, dùng bằng pin 18650 để em tắt đi đã. Pin này thì các bác mở ra đây, các bác có thể dùng xong thì có thể là lâu ngày mình dùng nhiều thì có thể chai mòn đi, thì chúng ta sẽ thay thế cái dòng pin 18650 này, rất là phổ thông, nhà em cũng có bán cho các bác luôn. Đấy, pin 18650 dung tích pin của nó là 4800 mAh và dòng pin này là dòng pin 3,7V lithium nha, pin lithium. Đó, thì đây là 3 viên pin, nó sẽ đi kèm cho các bác về lắp đúng chiều âm dương của cho em. Đấy, tản nhiệt, thanh tản nhiệt khi mà các bác thắp quá nhiều giờ nó nóng thì nó sẽ tản nhiệt ra đây, nó sẽ đảm bảo được những cái mắt led ở đây. Nó sẽ gồm cho các bác là 5 10 15 20 mắt led. 20 mắt led màu sáng và 4 mắt led cảnh báo ở đây nhá. Đấy, đèn pha, giá là 220. Đấy, anh em nào và các bác cần thì có thể liên hệ với em này. Đó, và giá của sản phẩm đèn xách tay gọi là đèn pha cảnh báo nhé anh em nhé. Đèn pha cảnh báo giá là 250.000 đồng, 250.000 đồng cho một cái dòng sản phẩm như này, về anh em tự lắp ráp nhé. Hôm nay thì em muốn xả kho cho anh em một cái dòng dao 1 kg như này. Đấy, dao 1 kg như này. Đó, thì đợt này em về một cái mẫu dao 1 kg này em xả kho cho anh em luôn nhé. Xả kho cho anh em, trọng lượng của nó đúng 1 kg luôn, anh em chặt cây, chặt cối, chặt xương dâu, xương bò tùy anh em, chặt được hết. Độ dày của nó là 5 ly, độ dày của nó là 5 ly. Đấy, tán bằng 3 cái đinh đồng như này, 3 đinh đồng nhá. Nó đến từ thương hiệu Akatoki. Đấy, Akatoki, hàng made in Japan như này nhá. Chất lắm anh em ạ. Con này thì chất cực kỳ luôn. Lưỡi của nó đây. Đấy, anh em thấy không? Rất là sắc nét luôn này. Đấy, bây giờ đo kích thước luôn cho anh em. Con này nó đang là 370.000. Đấy. Tổng kích thước của nó, tổng chiều dài của nó là 30, gần 33 phân. Và cái phần lưỡi này nó là 21,2 phân, gọi cho 21 phân đi. Chiều ngang của bản dao. Đấy, chiều ngang của bản dao nhá. Chiều ngang của bản dao đây. Chiều ngang của bản dao là 11,5, 11,5, độ dày của nó là 5 ly này, 5 ly nhá. Thì giá của nó là 370.000 đồng. Video đầu tháng này sale giá sập sàn cho anh em. Đấy, để cho anh em có thể trải nghiệm qua một cái dòng dao chặt 1 kg như này nhá. Dao chặt 1 kg như này. Đấy, để cho các bác trải nghiệm này. Đấy, chất cực kỳ luôn. Giá là 320.000 đồng. Đấy, chỉ ở đầu tháng sale giá cho anh em nhá, 320k. Đấy, các bác lại được bao ship luôn rồi, bao ship luôn rồi. Các bác nào quan tâm đến cái dòng dao như này thì liên hệ với em nhá. Sang bên góc đằng này, em đang có những cái dòng mài dao ba khe của thương hiệu Tamasaki của Nhật anh em nhá. Đó thì anh em mài cái dòng đá mài ấy thì người ta phải biết mài, người ta mới dùng đá. Còn các chị em phụ nữ ấy, thì không biết mài đá thì có thể dùng bằng cái này, dòng mài dao ba khe Tamasaki của Nhật ở đây. Thì cái dòng sản phẩm này ai cũng có thể xài được, ai cũng có thể sử dụng được các bác nhá. Đấy, khi mà mình nhụt ấy, thì mình sẽ có cái ba cái khe ở đây để chúng ta mài. Đấy, chỉ cần các bác liếc qua ở đây ba khe này, đảm bảo dao sẽ sắc bén.
Đấy, thì con này nó đến từ thương hiệu Tamasaki. Tamasaki, và nó thiết kế như này. Đấy, thiết kế như này, dưới này là có một cái đế này, đế đựng ở đây nhá. Cách cầm anh em cầm tay trái ở đây này. Đấy, và tay phải chúng ta sẽ cầm con dao này. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đặt cái lưỡi dao đây và chúng ta sẽ kéo này. Đấy, kéo 5 phát giúp em tấy tay để rất là nhẹ nhàng, không cần phải ấn nhiều. Đấy, tay ấn vừa phải. Đấy, cứ kéo 5 phát xong chuyển sang bên khe này, lại kéo 5 phát nữa. Đấy, bên này nữa, lại 5 phát nữa. Đấy, thì đảm bảo sẽ sắc nhá. Ở đây thì nó có chức năng là mài thô này, mài bén này và mài tinh. Đó. Thì các bác cứ kéo lần lượt như vậy là nó sẽ sắc bén nhá, sắc bén thôi. Đó, giá này là 200.000 đồng. Đấy, ai cũng có thể trải nghiệm, ai cũng có thể làm được. Đó, ngoài ra cái dòng đá mài thì nó hơi khó sử dụng. Người nào không biết mài nó sẽ bị đứt, nó sẽ bị mất lưỡi các bác nhá. Giá sản phẩm này là 200.000 đồng anh em nhá, 200k. Sang bên này, em có những cái dòng lon chày này, lon chày. Đấy, lon chày này đến từ Đức anh em nhá. Lon chày này đến từ Đức và trong lượng cân của nó đâu đó là 1 cân 3, 1 cân 3 thì phải. Đây bây giờ em sẽ cân cho anh em thấy nhá. Bây giờ em sẽ cân thử cho anh các bác thấy cái dòng này nhá. Đấy, cả lon cả chày. Đấy. Của nó là 1 cân 7 này, 1 cân gần 1 cân 8 các bác nhá, gần 1 cân 8 cả lon cả chày như này. Đó. Và sản phẩm này nó đến từ thương hiệu Winling các bác nhá. Thương hiệu Winling ở đây. Đấy, giá là 300k. Đấy, chày cối như này nhá, chày cối như này. Đấy, thì để em đo kích thước luôn cho anh em cầm như này, anh em giã. Đó, thì nó sẽ có một cái nắp này, các bác có giã lạc, giã cua, giã kiếc thì nó vẫn ở trong cái lon chày như này. Đó, và đây em mở ra cho các bác thấy này. Nó rất là dày dẫn này, rất là dày dẫn và chắc chắn, nó đến được làm bằng ni lốc 304 như này. Đấy, hàng đúc luôn. Đấy, thương hiệu Winling nhá. Thương hiệu Winling hai hình người như này. Dưới này là một cái mút này. Đấy, nó rất là nặng ở đây. Đó, các bác gõ thoải mái luôn, không bao giờ sợ bị vỡ. Đấy, bây giờ thì thực sự là các bác hay dùng những cái dòng cối xay rồi, nhưng mà nhiều cái cần phải dùng đến cái này. Đấy, mà ít quá thì chúng ta phải, quan trọng là mình sưu tầm thôi. Đó, con này giá là 300k nhá. 300k các bác liên hệ với em này. 300k lon chày Đức nhá. Lon chày Đức. Sang bên này thì chia sẻ đến cho anh em cái dòng muôi sới cơm nhá. Đấy, anh em Sài Gòn thì không biết là có muôi thì gọi bằng cái gì, nhưng mà anh em cứ gọi giúp em là muôi đảo cơm nhá. Muôi đảo cơm hay là muôi sới cơm đều được. Đấy, nó làm bằng công nghệ AG cộng như này. Đấy, rất là ấy này. Giá thì chỉ có 60.000 đồng thôi anh em ạ, 60k thôi. Rất là ngon. Và chất liệu của nó thì nó được làm bằng chất liệu nhựa cao cấp, nó là chất nhựa sạch. Nó sẽ không dính cơm ở cái bề mặt môi như này đâu. Đấy, hàng Nhật thì cực kỳ là xịn sò anh em ạ. Cực kỳ là xịn sò anh em ạ. Đấy, đây này, hàng made in Japan, hàng mới keng xà beng nhá. Đấy, công nghệ CIA này, ISO gì đó, toàn chữ Nhật thôi, em chả chịu chết luôn. Đó, thì các bác thích cái dòng muôi, nhà mà đang thiếu cái dòng muôi này thì có thể sưu tầm cái dòng này nhá. Giá 60k. À, tiếp theo là em về thêm những cái dòng nạo mới này, dòng nạo mới của thương hiệu Kaisho nhá. Kaisho, con này thiết kế rất là hay. Đấy, rất là lạ mắt. Và công dụng của nó thì chỉ có là công dụng nạo như này thôi nhá các bác nhá. Đấy, nạo như này thôi. Đấy, thì anh em quan sát để ý kỹ giúp em nhé. Đấy, chất con này hàng mới về, mẫu mã mới. Đấy, cái này thì có thể đeo vào tường, đeo vào chặn bát các kiểu này. Đấy, cái phần này thì chúng ta có thể nạo không thông thường này. Thương hiệu đến từ thương hiệu Kaisho Japan, Kaisho hàng made in Japan như này nhá. Đó, anh em nào quan tâm thì liên hệ với em. Giá nạo là 80.000 đồng trên một chiếc nhá, 80k trên một chiếc nạo này. Đấy, nạo Kaisho mới anh em nhá, nạo Kaisho mới, anh em lên mã giúp em nạo Kaisho mới. Ở đây thì giới thiệu nhanh sơ qua cho anh em những cái dòng muôi canh như này. Đó, thì chia sẻ với anh em luôn, muôi canh này nó đến từ thương hiệu Winling. Đấy,
thương hiệu Winling của Đức này, thương hiệu Winling đấy, rất là đẹp ở đây này. Sống của nó rất là dày, dày dẫn, anh em không sợ bị cong vênh hay bị như nào. Cái muôi như này múc rất là vừa vặn đấy, không phải là to quá cũng không phải nhỏ quá, kể cả anh em ăn lẩu nhá, ăn lẩu dùng cái muôi này rất là vừa vặn, mình để trên bàn trên đấy này, trên cái nồi lẩu này rất là xịn sò đấy, hoặc là các bác để trên cái bát kệ vào như này đấy, rất là đẹp. Ni lốc 304 rất là sạch sẽ này đấy, rất là sạch sẽ nhá. Đó thì rất là dày dẫn như này, và các bác chỉ cần lửa rửa sơ qua phát là nó sạch rồi. Nó không như cái môi thông thường, môi thông thường thì môi Việt của mình ấy thì chỗ này nó lại mỏng này, làm chỗ này cực kỳ mỏng luôn, nó hay bị gãy. Cái thứ hai là cán của nó thì nó hay bị két những cái đồ ăn vào đây này đấy, nó sinh ra vi khuẩn ở đây đấy, nên các bác dùng cái dòng này cực kỳ chất, cực kỳ sướng luôn. Múc 3-4 muôi canh 4 lần như này sẽ đầy một cái bát, đầy một cái tô canh nhá. Đấy, rất là vừa vặn, không to quá không nhỏ quá, giá 70.000 thôi anh em ạ. Tiếp theo thì em có cả những cái dòng thìa ăn nữa, dòng thìa ăn nữa các bác mua về cho con cái nhà mình đấy, cho ông bà nhà mình, cho chính bản thân mình để ăn sáng, ăn phở, ăn cháo, ăn súp các kiểu. Đây đây là dòng muôi thìa ăn nhá, thìa ăn nó đến đều đến từ thương hiệu Winling, thương hiệu Winling như này đấy, logo hai hình người, lát nữa em sẽ giới thiệu đến cho anh em cái bộ dao của thương hiệu Winling nữa. Đó, con này đặc điểm của nó sống dày, cực kỳ là dày luôn đấy, cầm rất là chắc tay như này đấy, cầm rất là chắc tay như này đấy, anh em đưa vào miệng ăn ôi quá tuyệt vời luôn các bác ạ. Đấy, ni lốc 304 đấy, anh em còn gọi đó là 304, dày chưa đấy, các bác bát đây, bát này các bác cầm ăn rất là sướng luôn, húp cháo. Mình những có những cái đồ dụng cụ như này ăn rất là cảm giác rất là ngon miệng này đấy. Và những chiếc xìa như này em báo giá luôn cho anh em là 40.000 đồng trên một chiếc như này nhá. Đấy, 40.000 đồng trên một chiếc xìa của thương hiệu Winling, dày cỡ đó luôn đấy, dày cỡ đó luôn. 40.000 cũng chả phải là đắt đâu anh em ạ. Đấy, một cái ni lốc như này, một cái thìa ni lốc như này dày như này. Đó, em cho các bác 50.000 các bác cũng chả làm được. Uống gì là thìa Đức như này. Đó, đấy, nói vui vậy thôi. Ok anh em này. Tiếp theo thì em có thêm những cái dòng đá mài nhá. Đá mài ở đây thì em đang có 3 loại. Em đang có 3 loại đá mài. Đó thì ở đây là cái dòng đá mài rẻ nhất của nó là 160.000 đồng. Thì dòng này là dòng độ thô của nó này, mặt thô của nó là 1.000, mặt mịn của nó là 3.000 ở đây. Đó thì các bác có thể là đầu tiên là chúng ta muốn mài á, thì lật cái mặt thô lên đấy, xong là cho cái cao su này lật xuống đấy, mình đặt xuống đây, và xuống đây mình có thể mình mài như này. Đó, đây là mặt thô đấy, mình mài mặt thô vừa tới cảm thấy nó sờ đấy, mình sờ như này cảm thấy nó sắc rồi đấy, thì chúng ta sẽ lật lại ở đây nhá, lật lại và chúng ta sẽ mài tiếp cái mặt mịn đấy, anh em cứ mài rất là nhẹ nhàng đấy, xong rồi lật lại thôi. Đó thì các bác mài nhiều rồi thì chắc chắn là sẽ biết cách mài thôi. Đó thì ở đây cái mặt cái đá này đấy, 1.000 và 3.000, giá là 160.000 nhá, giá là 160k đấy. Anh em lên mã giúp em là đá mài 1.000 và 3.000 đấy, độ thô là 1.000 và độ mịn là 3.000, 160k. Và cái dòng 1.000 6.000 ở đây đấy, độ thô của nó là 1.000 và độ mịn của nó là 6.000, rất thích hợp cho anh em mài đá dao nhật nhá, dao nhật đấy, cần cái độ mịn nó mịn, mình nó không bị phá lưỡi. Đó, thì đây 1.000 và 6.000, thương hiệu của Katashiwa, hàng made in Japan đấy. Thì cái dòng này giá là 180 rất là rẻ hơn rất là nhiều so với bình thường mọi khi rồi. Đó, tiếp theo này cái dòng 3.000 8.000 này đấy, thì con này rất là phổ thông luôn, rất là nhiều bác dùng cái dòng như này đấy, cũng đều đến cùng một thương hiệu Katashiwa luôn. Đó, 3.000, 8.000 nhá, giá là 200k. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ với em này,
liên hệ với em nhá. Đấy, để em có thể gửi hàng đến cho anh em được. Rồi ok, em Thanh Phạm vừa giới thiệu sơ qua cho anh em một vài cái mã sản phẩm của bên em. Thì một video thì em chưa giới thiệu hết được các sản phẩm mà các bác có thể là đang quan tâm. Thì để video sau em sẽ chia sẻ nhiều hơn nữa cho mọi người nhé. Thì anh em nào mà cần cái dòng sản phẩm nào thì có thể liên hệ với em. Thì em có gửi hàng đến cho anh em tận nơi, được mọi người được nhận hàng, kiểm tra rồi mới thanh toán nhé. Đấy, không nghĩ có thể trả lại, mà có vấn đề gì anh em cứ liên hệ trực tiếp với em để em có thể giải quyết vấn đề cho mọi người. Rồi ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em và các bác trong một cái video lần sau.